Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo nghị định quy định về một số nội dung, quy hoạch và tạo nguồn cán bộ công chức viên chức nữ trong các cơ quan, tổ chức. Theo đó, khi tiến hành quy trình bổ nhiệm hoặc thi tuyển cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp, nữ sẽ được ưu tiên hơn nếu điều kiện nam nữ bằng nhau. Cụ thể, theo đề xuất của Bộ Nội vụ, các cơ quan tổ chức đơn vị ở tất cả các cấp có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức nữ đạt từ 30% trở lên, phải có ít nhất một nữ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý. Tương tự, nếu tỷ lệ nữ đạt từ 30% trở xuống, cần đảm bảo tỷ lệ nữ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý so với tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý, cơ quan, tổ chức, đơn vị đạt tối thiểu 15%. Đối với các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trừ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, nhất thiết phải có một lãnh đạo cấp bộ là nữ. Đối với cấp tỉnh, đảm bảo ít nhất một lãnh đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân là nữ. Khi tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức thì cũng ưu tiên lựa chọn nữ trúng tuyển nếu điều kiện như nhau.